Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Bailey dành riêng vị trí đắc địa cho vua sư tử Leosino 800. Được mệnh danh là vua sư tử, Bailey Leosino 800 2009 đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng tại các triển lãm ESMA 2008 đang diễn ra tại Milan Ý, với kiểu dáng đẹp mắt, mặc dù đây chỉ là phiên bản concept. Lấy cảm hứng chủ đạo từ mẫu xe đua Bailey Leosino cái đời 1956, cái mẫu concept Bailey Leosino 800 2009 được có chấp bút bởi Stefano Casinova và Centroli, một công ty chuyên thiết kế xe máy và xe hơi và du thuyền. Dù vẫn chưa phải là bản thương mại hoàn thiện 100%, nhưng nhiều người đã kịp nhận ra những thay đổi bất ngờ ở cái vua sư tử mới của nhà Bailey. Điển hình là các chi tiết trên cái dòng Leosino 800 2009 đã được làm sắc nét hơn rất nhiều. Bên xăng cầu cao trông là khá thù, trong khi phần nhựa đuôi và yên xe trông rất giống với cái dòng Leosino 500. Chưa hết, ở phía sau, phiên bản cơm xẹp đã được loại bỏ cái chấn bồn phụ. Xe có vẻ cũng sở một cái vành sau kích thước lớn hơn, khiến đuôi xe trông là vạm vỡ và khỏe khoắn hơn. Một cái đổi đáng chú ý khác trên cái chiếc Leosino 800 cơm xẹp là cái dàn đầu mới không còn dụng là cái đầu đèn hình tròn cổ điển như trước nữa, nhưng vẫn được tích hợp cái đèn flash và cái dải đèn ngày nổi bật. Đầu xe tiếp tục được tạo điểm nhấn khi cặp buộc trước sơn cái màu sáng. Xe cởi trên một cái cặp bánh khác cỡ, bọc gọn gàng trong cái lớp Pirelli MT60 và được trang bị một cái cụm phanh hiệu Rainbow. Sử dụng cái cấp sau dạng nguyên khối thay vì là dạng ống thép đầu như trước. Tuy nhiên, bên cạnh những cải tiến ở trên, nhiều fan cảm thấy cái vua sư tử mới đã bị mất cái chất vì không giữ được cái vẻ đẹp cổ điển như truyền thống của cái dòng Leosino. Và thay vào đó, phiên bản concept đã thiên về phong cách Nickelback hơn. Điều này cho thấy rất rõ khi chúng ta nhìn ngang chiếc xe. Về chuyển động, Leosino 800 2009 có vẻ dụng cái động cơ có dung tích là 800cc, xanh đồi, 4 thì, 8 vành, cho ra công suất 81,6 lực, cùng với moment xoắn cực đại là 67 Nm. Nếu giữ được đúng như trên phiên bản concept thì cái chiếc Leosino 800 2009 bản thương mại sau khi tung ra bán sẽ có cái đồng hồ điện tử hiện đại hơn, phục Marucci cùng hệ thống phanh an toàn ABS của Bosch, cũng giống với người đàn em cùng với người đàn anh là Bailey 752S. Ông vua sư tử mới của nhà Bailey phải chờ năm sau mới được trình làng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng tiếp nhớ like, subscribe.